Tiếp tục là một cái đơn gaming mà hôm nay phải chúc mừng cái bạn này. Bạn đi chốt vào buổi tối, khoảng 10 giờ tối mà rất là duyên. Tại vì anh em mà xem cái dòng mà 7630 này này, mấy cái sát cấu hình thì cái đợt mà bên Dell người ta sell off khoảng tầm 400 đô. Đấy. Thì có khách hàng build nên là tiết kiệm được khoảng 400 đô. Còn với cấu hình này nhá, anh em trong nghề vào đây check, đưa cấu hình lên trên mạng xã hội check, hỏi giáo sư vườn gỗ thì nó khoảng tầm trên 30 triệu. Nhẹ nhàng phải tầm 32, 33 triệu trở lên à, chưa biết máy như nào. Còn đây là build từ Dell xịn, build từ Dell UDA, mà cái đơn là khách hàng người ta thử cấu hình theo yêu cầu. Đây, làm sao biết được Dell UDA? Đầy đủ thông tin, mã vạch và con số. Anh em mà check kỹ đây này, cũng là cả những cái ngày shipping ở đây này. Đấy, có số sơ viết tay. Đấy, anh em trong nghề check thoải mái. Mà bên mình cũng làm những cái mà video hướng dẫn lên ấy, để mình check ra được sản phẩm nguồn gốc xuất xứ. Còn mới 100% thì còn nguyên niêm phong như này. Đấy, tự chung lại là chúc mừng bạn này, bạn chốt được cái đơn mà không phải chờ mà được giá tốt. Đấy, mấy bạn khui thùng nhỉ. Mà em xem ở đâu biết bên anh bán mà em vào ủng hộ. Em cái vị trí TikTok thôi. Em mua xem trên cái TikTok nha. Thế bảo hôm qua gọi điện thì phụ huynh bảo là cũng ngâm cứu lâu lắm rồi đúng không? Vâng, cũng ngâm cứu lâu rồi. Thường em ngâm cứu bao lâu thì em chốt được này? Chắc cũng một đêm rồi. Thế à? Nhưng mà biết một đêm thì đưa ra quyết định mua, nhưng mà biết tới bên anh lâu chưa? Thì cái anh thì cũng xem nhiều vì em hay theo dõi công nghệ. À, em quan tâm nhiều về công nghệ. Nhưng mà em có search ở trên thị trường không? Là tự nhiên thấy lúc đầu em thuật về các dòng hơi gần cực vì à, nó hợp với kiểu chè chè bây giờ ấy. Nhưng mà em thấy con này cũng kiểu Dell thì cũng bền bỉ. Cấu hình mạnh đúng không? Nhưng mà em có tham khảo các bên khác bán không? Có, em tham khảo cũng phải 32 triệu. Nhưng mà nhiều đơn vị cung cấp, tại sao lại chốt cái này? Lý do tại sao sang cái này mua nhiều đơn vị bán? Dạ, sau khi em thấy vẻ uy tín. Ok, còn nghe khui thùng đây. Đã tự tay bóc tem laptop của mình bao giờ chưa? Cũng bóc nhiều rồi. Có, nhưng mà nó nguyên niêm phong cho nó hay là? Không. Không, bình thường anh chỉ là cái hộp kỹ thôi. Cái hộp xong là lôi máy ra thì đây anh hay hướng dẫn luôn cho. Máy mới á, mà xịn của Dell nó có mạ vạch, có ni lông mà có cái khóa đây này. Em nhìn thấy chưa? Đấy. Còn nếu mà cái băng keo mà nó không có mạ vạch, không có khóa ấy, thì mình mua cái mấy cái quận thì mình dán hạn cũng được. Đấy, cứ là lưu ý nhá. Xịn nó phải có băng keo, có mạ khóa của Dell. Anh em khui ra cho anh tự trải nghiệm 7630. Chia sẻ với anh em luôn cấu hình em này. Em này là Dell G16 7630, trang bị là chip Core i7 13650HX. Đấy, trang bị cả cặp RTX. Em đánh hai cái hai bên nữa. Em đánh cho hai bên này nữa. RTX 4060 và RAM 16GB, ổ cứng 1000GB, màn hình 16 inch và con này là độ phân giải QHD. QHD cộng 2560 x 1600, giá dưới 30 triệu. Mạng màu trắng. Cái này mới bóc luôn vất vả lắm. Màu trắng cũng đẹp, màu đen là nó màu trắng thường build nó đắt hơn đấy. Màu này giữ gìn được thì nó rất là đẹp. Tổng quan trong có vật đây, sẽ hướng dẫn. Em có cảm thấy ưng ý với sản phẩm này? Có. Hôm nay là em là sinh viên hay là? Vâng, sinh viên năm nhất. Năm nhất, học em học trường nào? Em học Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Việt Nhật. À, khoa gì, mình chuyên khoa gì? Khoa khoa học kỹ thuật máy tính. À, thế thì trang bị em này hợp lý rồi, khoa học kỹ thuật máy tính thì đầu tư cho giáo dục, đầu tư chiều sâu vì có rồi. Em ngồi đi, anh em mình bung nguyên và tiến hành xử lý công đoạn tiếp theo. Em ngồi đi. Đây, em bật nguồn. Bật nguồn đấy. Đấy. Em đã xem cái mà video bên anh hướng dẫn là kích hoạt máy tính chưa, laptop chưa? Dạ, chưa. Cái máy mới, bật là nó không lên. Đấy là chưa kích hoạt, nếu mà đeo mic về nó là như thế. À, chia sẻ luôn với anh em thì cái dòng này hay thắc mắc tại sao sạc nó to đấy. Tại vì dòng này là cấu hình nó quá mạnh. Quá mạnh nên buộc phải cái sạc to như này thì mới đáp ứng được cái nguồn điện năng cho máy hoạt động tốt. Còn anh em sau này nhiều anh em mà ngại cầm theo thường để đầu tư thêm một cái để một chỗ đấy. Một cái để ở chỗ làm, một cái đem để ở nhà. Đây,
Bây giờ em bật nút nguồn đi. Quạt cả quạt đi. Đấy, bây giờ nó mới lên đúng không? Đấy, mình rút sạc ra. Không phải nó không có pin đâu. Đấy là cái kinh nghiệm này, em chọn máy mới. Đấy là mình lần đầu tiên là mình kích hoạt. Thì những cái máy mà như thế này là máy là xịn nhất, tiêu chuẩn là cao nhất. Và mình tự tin là mình là người đầu tiên được sở hữu. Chứ còn như ví dụ như bây giờ nhá, anh có thể đem con này về anh dùng một tuần, một tháng anh giữ được, đúng không? Sau đó anh không dùng nữa, anh lại đóng, anh bán ra của máy mới. Nhưng thực ra nó không phải. Nếu mà anh không để bị chảy xước thì đấy, kinh nghiệm chọn máy mới là phải có nguyên nhân phao. Hướng dẫn cho em có kinh nghiệm thì vừa sau chọn mua những em máy khác thì là có kinh nghiệm. Thường nếu mà mất nhân phao sẽ được trừ vào giá rất là nhiều. Cái này chắc là trong tầm tay đúng không? Vâng. Vùng đầu em cứ để chuẩn web đi. Mày có cái khoảng của Outlook chưa? Rồi. Ừ. Cái gì mình bỏ qua được thì mình cứ bỏ qua. Wi-Fi là Hà Nội Lab thôi. Ba là máy tính à? Vâng. Và em không phải chuyên về lập trình hẳn mà chuyên về tất cả các mạng của. Nếu mà có thì em đăng nhập, không thì em tạo cái mới. Có Outlook nữa. Cái lựa chọn để cho anh em tham khảo mà đầu tư khoảng tầm dưới 30 triệu. Đây là một cụ máy cày cho anh em tham khảo. Thoải mái khấu hao sử dụng tập chục năm, hơn chục năm sau đó mình thay hoặc là mình đổi máy thì thoải mái. Cái dòng này thì anh em giới thiệu nhiều rồi. Anh em muốn nghiên cứu kỹ ấy, hoặc những người mà tiếp cận thông tin sau ấy, chỉ khó xem cái link mô tả. Có những chuyên gia đánh giá, có những cái bài viết cụ thể về tổng thể cấu hình phần cứng rồi hiệu năng thì mình chỉ chia sẻ video cho anh em cái ngoại mẫu này, mẫu mới 2024 bên mình vừa đặt đề, đặt từ Dell UDA quá đẹp. Dòng này thì anh em tận dụng làm về đồ họa này, về giải trí này, game này, thì đây rất là nhiều anh em nhé, nhiều anh em tầm trung niên cũng lấy dòng này, chủ yếu là để sở hữu cái cặp màn hình của nó và cái phần cứng của nó để mình làm thiết kế đồ họa hệ nặng, ví dụ như 3D Max hoặc là làm video. Còn chuyên nghiệp hơn nữa thì anh em đầu tư cái cây máy bàn thì không nói rồi, nhưng mà để đáp ứng cho được cái tính cơ động thì đây là một giải pháp cho anh em.